Thôi đem cái đu qua đi. Cắn không? Đem đu qua cái đâu đó đi. Mày có sáu nó không vậy? Đi qua nó đi, qua chúng nó đi. Dạy thái đạo đi, đi qua đây nè. Đây thì bữa nay nghe cũng lên mấy cái trụ cabin để quay cho các bạn xem nha. Đang lên cái dàn cabin. Bữa trước thì đỡ cái cabin ở bên đây. À, bên đây nè, qua bên đó. Lên cái dàn cabin thì cũng cực khổ luôn. Rồi. Chính nè, uống công đẹp. Biết rồi. Cho nó bắt cù lon sát dưới luôn. Biết rồi, tao chạy lên. Có lên không vậy? Dạ, em mới làm cái tiếp con nghe nè. Coi đặng làm ra cái ấy gì, đặng bồng dầu bồng gì đó mà cho người ta ấy nè. Bữa trước là đem cái cabin bên đây nè, thì qua đây để nè, nó lắp keo lại nó đẹp rồi đó. Từ từ, chưa đâu, còn sơn sửa gì lại nữa. Giờ nhìn thấy đẹp đẹp trai lại đó. Alo. Này là chiếc tàu tải, cái này là chiếc tàu tải. Wow, rồi mới lên cái trụ này không thì cũng tốn 2-3 ngày, ít đâu. Lên dàn cabin này cũng đâu có ít thợ đâu, cũng phải 4-5 thợ nữa mới lên nổi. Ít thợ biết nào xong. Thank you.
dân luôn thấy không? Đưa qua cái vợ luôn đó mấy anh. Đưa đi. Đưa qua. Mấy tên này nè. Đưa đi. Quay đây. Thôi đi quay. Đưa mấy tên này nè. Tới đi. Đi luôn. Vậy mới hì hộm chứ. Này làm đồ nặng kỹ kỹ xíu các bạn. Đó đây nha, giữ nha. Khoan khoan coi bà nặng. Đó đâu? Điện ra xuống đây rồi. Đó, cái này nữa. Bà làm gì? Rồi, đi luôn á. Đi luôn. Đấy, đấy chú mình. Thôi, đem cái đu qua đi. Cắn không? Em đu qua cái đâu đó đi. Mày có sáu nó không vậy? Không ai làm gì vậy? Không nghe. Má cái bánh ghế. Rồi đi qua nữa đi, qua chút nữa đi. Vậy thay đạo đi, đi qua đây nè. Ờ, không chút mà lại chút gì mà lặp. Lặp nó ống lặp. Rồi, già rồi. Gì hay ba Phi? Cái độ có bao nhiêu đâu Phi? Ủa rồi, lên. Rồi cái cây nó nặng lắm các bạn. Trên 100 kg. Cái đủ mẹ để như ai cho bạn tao sao nó trả được.
Nè cái búa nè mày. Nè. Nè. Ê. Quấn cái chân đi đây. Quấn cái chân đi á. Ờ ông làm chuột điện lắm rồi kìa. Cha đó làm chuột điện không hay gì. Già lắm. Chuột điện đây. Ơi. Chuột điện á. Chuột điện á. Rồi. Giờ lên được thêm một cái trụ nữa rồi. Rồi, bây giờ clip đến đây kết thúc nha. Thì để khi nào hoàn thành mình sẽ quay cho các bạn xem về hoàn thành cái cabin như thế nào ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn. Nhớ đăng ký kênh nha.